Và hôm nay tôi muốn cùng quý vị chúng ta sẽ nghe một lời chứng từ một cuộc đời tưởng dường như đã chết, một cuộc đời không còn có ý nghĩa gì cả, một cuộc đời đã bị trói buộc bởi quyền lực của ma túy và đã được giải phóng từ khi tiếp nhận tin lành của Chúa Giêsu. Quý vị đã sẵn sàng để được nghe lời chứng này chưa? Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin hướng mắt về màn hình để chúng ta xem người đó là ai. Chúng ta hãy cùng hướng về màn hình và xem video clip này. Xin cảm ơn các bạn. Đây là những con người trở về từ vực thẳm. Họ từng là nô lệ của ma túy, nhưng giờ đây đã tránh xa được cái chết trắng để trở thành những con người sống có ích cho gia đình và xã hội. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại. Thật sự để con tim họ vui trở lại thì cần có những người luôn bên cạnh động viên, hiểu, thông cảm và chia sẻ. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tỏa Sáng Giữa Đời Thường nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1 tháng 12 năm nay. Chương trình Tỏa Sáng Giữa Đời Thường xin giới thiệu đến quý vị khán giả một tấm gương giáo dục viên đồng đẳng tiêu biểu. Anh từng là một thanh niên có quá khứ lầm lỗi, từng bị nhiễm HIV rồi chuyển sang giai đoạn AIDS. Nhưng với ý chí và quyết tâm vượt qua số phận để vươn lên sống có ích cho cộng đồng, anh trở thành một giáo dục viên đồng đẳng, chuyên giúp đỡ chăm sóc cho những người nghiện ma túy, người nhiễm HIV, tránh xa ma túy và làm lại cuộc đời. Người mà Quỳnh Giang muốn nhắc đến đó chính là anh Lê Minh Phương, giáo dục viên đồng đẳng tại Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bình Chánh và Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh, trưởng nhóm tự lực và nhóm hồi gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính chào quý đầy tớ Chúa, các vị mục sư, tất cả các vị tín hữu và quý quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi thật cảm ơn Chúa vô cùng bởi vì tối ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để được nói về những điều lạ lùng kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm trên cuộc đời của tôi. Nếu như quý vị nhìn hình ảnh của gia đình tôi và tôi bây giờ, thì quý vị không thể tưởng tượng rằng cách đây 11 năm tôi và những người thân trong gia đình của tôi phải sống trong cảnh đau đớn, tuyệt vọng, đen tối như địa ngục trần gian như thế nào. Nhưng thật tạ ơn Chúa, bởi vì có lời Kinh Thánh chép rằng những ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Ngày hôm nay tôi đã trở thành một con người mới, hoàn toàn trong quyền năng, trong sự biến đổi của Chúa. Tôi tên là Lê Minh Phương. Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hà Nội. Trong một gia đình thì cha mẹ tôi đều là cán bộ trong nhà nước. Nhưng mà từ rất sớm, tôi đã từ bỏ những hy vọng mà cha mẹ đặt cho mình để chọn lấy cho mình một cuộc đời khác. Tôi thường xuyên bỏ học, hút thuốc lá, nhậu nhẹt, cờ bạc. Và lúc đầu đó chỉ là những thú vui của tuổi mới lớn, nhưng càng ngày tôi càng trượt dài ở trong tội lỗi. Tôi bỏ học, tụ tập theo những băng đảng, tụ tập thâu đêm suốt sáng ở những quán bar, ở những vũ trường ở ngoài thủ đô Hà Nội để kiếm tiền phục vụ cho những cuộc chơi thác loạn đó. Tôi và bạn bè tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, sẵn sàng trả giá bất cứ điều gì, sẵn sàng làm đổ máu bất cứ ai để kiếm tiền phục vụ cho mình. Chúng tôi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, tổ chức bảo kê cho những quán bar, những vũ trường, bảo kê cho những sòng bạc để kiếm tiền phục vụ cho mình. Bắt những đứa trẻ bụi đời đánh đập, bắt chúng nó phải kiếm tiền nộp cho chúng tôi, bắt những cô gái về
trà đạp lên thân thể của họ, bắt họ phải tiếp khách để nộp cho chúng tôi, lấy tiền ném vào trong những cuộc chơi thác loạn đó. Và trả giá cho những điều đó, tôi đã gần 20 lần phải ra vào trong những nhà tù, những trại tạm giam ở thành phố Hà Nội. Sau những lần ra tù, tôi tiếp tục lao vào tội lỗi, lao vào phạm tội như một con thiêu thân. Năm 1994, tôi bắt đầu biết đến ma túy. Lúc đầu là thuốc phiện đen, một năm sau tôi chuyển sang hút heroin và chích heroin. Và suốt 15 năm làm nô lệ của ma túy thì tôi đã sử dụng tất cả các loại ma túy có mặt ở tại Việt Nam. Thuốc phiện, heroin, cocaine, ma túy đá và nhiều loại thuốc tân dược khác. Ma túy hủy hoại đến nhân cách của tôi. Ma túy làm cho tôi gầy gò, ốm yếu, vật vờ như một bóng ma. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì, sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm của mình, trà đạp lên lòng yêu thương của mọi người, chỉ đánh đổi lấy một liều ma túy. Đi đâu tôi cũng gặp phải những ánh mắt khinh bỉ, xa lánh của những người thân, những người xung quanh, hàng xóm của mình. Tôi nhận ra ma túy hủy hoại cuộc đời của tôi. Nhiều lần tôi mua thuốc về nhà, xích chân ở tại nhà để cai nghiện hàng chục lần, nhưng mà tất cả những lần đó đều thất bại. Khi trở ra, tôi lại tiếp tục lao vào trong ma túy. Người mẹ già đầy tuyệt vọng, bà đau khổ, bà không còn nước mắt, bởi vì sau những lần đi thăm nuôi tôi ở trong những nhà tù, lúc đó mẹ tôi chỉ biết bán tất cả những đồ đạc ở trong nhà, đi vay mượn, và nghe thấy nơi nào có chùa chiền linh thiêng hay có thầy bà nào đó linh thiêng thì bà đều đưa tôi đến hết, với hy vọng có thể đem tôi trở về cuộc sống đời thường. Nhưng mà tất cả những hy vọng của người mẹ đó một lần nữa trở thành tuyệt vọng. Khi trở về, tôi lại lao vào trong ma túy. Ma túy như có một thứ quyền lực ghê gớm, trói chặt lấy cuộc đời của tôi. Tôi càng tìm cách thoát ra thì càng lún sâu ở trong nó. Cuối năm 1999, sau một lần ra tù, lúc đó tôi biết mình bị nhiễm căn bệnh HIV. Lúc đó tôi thực sự bàng hoàng, suy sụp và tuyệt vọng lắm. Bởi vì tương lai đi đóng lại trước mắt tôi. Cái chết đang đến với mình từng ngày, từng giờ. Tôi lao vào ma túy, lao vào bất cần đời, trả thù đời để tìm quên đi bản án đang tử hình đang treo lơ lửng trước mặt mình. Có những đêm tôi tỉnh dậy trong những cơn phê triển miên điên dại. Tôi thấy mình đang đối diện với cái chết, không có một ai bên cạnh mình. Tôi tỉnh dậy, người mình ướt đẫm mồ hôi và tôi tuyệt vọng vô cùng. Tôi kêu gào lên sâu thẳm ở trong tâm linh của mình, có ai đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi cuộc đời khốn khổ này. Lê lết ở trong sự tuyệt vọng, nhiều lần tôi đi mua ma túy về tìm chích cho mình quá liều, với hy vọng có thể tìm cho mình một cái chết thật nhẹ nhàng. Nhưng khi tỉnh dậy thì ai đó lại cứu tôi. Tôi tuyệt vọng và tiếp tục trượt dài trong những cơn phê triển miên. Sau đó ba mẹ tôi ly hôn. Nhiều năm tôi không trở về nhà thăm bố. Tôi vẫn nhớ mãi tôi trở về thăm bố tôi vào một chiều đông thật lạnh lẽo. Sau nhiều năm tôi đi tù, tôi nhìn gương mặt già nua khắc khoải của bố tôi. Tôi thương ông lắm. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Nhưng mà tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng mà tôi gặp lại cha của tôi. Ngay ngày hôm đó, ông bị tai nạn và ông chết trên cánh tay của tôi. Đôi mắt ông mở trừng trừng nhìn tôi đầy sự tuyệt vọng. Tôi đau đớn, câm lặng, vuốt mắt ôm xác cha mình. Và tôi nghĩ rằng nỗi đau đó có thể giúp tôi từ bỏ tội lỗi để làm lại một con người. Nhưng quý vị biết không, một lần nữa, tội lỗi như có một thứ quyền lực ghê gớm vây phủ lấy tôi. Tôi tiếp tục lao vào ma túy. Sau đó bệnh tật hủy hoại thân thể của tôi. Tôi không còn đủ sức lực để đánh đập người ta, để tổ chức những phi vụ. Tôi lấy ma túy về bán cho những người bạn. Và sau đó 8 lần nữa tôi bị bắt lên những trung tâm cai nghiện của nhà nước ở ngoài thành phố Hà Nội, với nhiều bản án, nhiều thời hạn khác nhau. Và cuối năm 2007, đúng như lời Kinh Thánh chép rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, sau lần 3 tháng bị bắt lên trung tâm cai nghiện thì tôi được trả về một bệnh viện ở tại Hoài Ô, Hà Nội. Bệnh viện dành cho những người bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn cuối.
những người đang chờ chết ở tại nơi đó. Tôi được trả về với một thân thể suy kiệt, trả về với một thân thể nhiều bệnh tật, bị lao phổi, bị loét bao tử, và một chân trái bác sĩ nói rằng có khả năng phải tháo khớp bởi vì tắc tĩnh mạch. Lúc đó bác sĩ gọi mẹ tôi lên và nói với cả mẹ tôi rằng hãy chuẩn bị để làm tang lễ cho tôi. Người mẹ già đau khổ, tuyệt vọng. Bà chỉ biết câm lặng giao phó cuộc đời của tôi cho số phận. Có những ngày ở tại nơi đó, tôi thấy bên cạnh tôi rất nhiều những người bệnh như tôi, họ từ giã cuộc đời này để đến nghĩa trang trong một ngày đông thật buồn tẻ. Chỉ một chiếc xe, một cố quan tài đưa họ ra nghĩa trang và không một người thân nào đến nhận xác họ. Và tôi đang chuẩn bị đón nhận cho mình một cái kết cục thê thảm và tuyệt vọng, nhục nhã như vậy. Nhưng thật cảm ơn Chúa, bởi vì tin lành của Chúa là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những kẻ tin. Trong cái lúc tuyệt vọng và khốn khổ, tưởng chừng như kết thúc của một đời người, thì đó lại là khởi đầu của Đức Chúa Trời. Một người mẹ, một người bạn của tôi, một người anh, là người đã từng trộm cắp, từng đi tù, từng cai nghiện với tôi, ngày hôm nay anh đã trở thành mục sư và đang ngồi ở dưới kia để nói với tôi rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi mở lòng ra tin nhận Chúa và chẳng cần suy nghĩ gì. Tôi nói rằng nếu như có Chúa thì cứu cuộc đời của tôi. Và chính cái lúc mà tôi mở lòng ra đến với Chúa, trở về với Ngài, thì đó là giây phút của cuộc đời của tôi được bước sang một trang mới hoàn toàn. Tôi được đưa vào trong thành phố Hồ Chí Minh, vào trong hội thánh Emmanuel của mục sư Đinh Thanh Hùng để được chăm sóc và cai nghiện. Qua lời cầu nguyện của mục sư và các anh em, Chúa đã chữa lành bệnh tật cho tôi. Chúa giải phóng tôi ra khỏi cơn vật vã ma túy một cách kỳ diệu và lạ lùng. Sau vài ngày khi hồi phục sức khỏe, tôi mới tĩnh tâm để suy nghĩ lại cuộc đời. Tôi mới thấy rằng quá nhiều năm rồi mình đã sống cuộc đời không có ý nghĩa và không phải là một con người. Và cái khao khát được sống như một con người bùng cháy lên trong tôi mãnh liệt. Tôi nói với Chúa rằng xin hãy cứu lấy cuộc đời của con nếu như Ngài có thật để con tin Ngài. Chúa chữa lành bệnh tật cho tôi. Chúa chữa lành cho tôi bệnh lao phổi. Chúa chữa lành cho tôi bệnh loét bao tử và một chân trái bác sĩ nói phải tháo khớp. Tiếp tục bằng sự cầu nguyện và học kinh thánh, Chúa thay đổi tôi. Chúa giúp tôi từ bỏ được ma túy, thuốc lá, cờ bạc, rượu bia và nhiều thói xấu khác. Chúa biến đổi tôi từ một con người sống cọc cằn, một con người sống ích kỷ, bất cần đời và không có ý nghĩa, trở thành một con người biết yêu thương, biết tha thứ và có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Khi tôi khỏe mạnh, tôi bắt đầu tham gia công tác xã hội để giúp đỡ cho những người nghiện ma túy và những người nhiễm HIV ở tại cộng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúa cho tôi đi khắp nơi trong cộng đồng, những trung tâm cai nghiện ở tại Sài Gòn, tại Hà Nội để chia sẻ về những điều kỳ diệu mà Chúa làm trên cuộc đời của tôi. Nhiều bạn trẻ đã tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của họ và họ đã được thay đổi như Chúa đã làm trên đời sống của tôi. Có rất nhiều báo cũng viết về cuộc đời của tôi được thay đổi. Báo Đời Sống có rất nhiều bằng khen của chính quyền thành phố. Năm 2011, tôi được thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khen tặng là một trong 60 thanh niên tiên tiến của thành phố về những nỗ lực sống đẹp, sống có ích và giúp đỡ cho người khác. Năm 2013, tôi được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân về công tác nhiều năm giúp đỡ cho người nghiện ma túy và người nhiễm HIV ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo Đời Sống Pháp Luật, số ra ngày 2 tháng 9 đặc biệt họ viết về cuộc đời của tôi. Báo Tuổi Trẻ, báo Phụ Nữ, báo Thời Nay, báo Giáo Dục và báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, nhiều báo khác, họ viết về cuộc đời của tôi được thay đổi bởi quyền năng của Chúa và tôi giúp đỡ người khác thay đổi bởi quyền năng của Chúa Giêsu. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đài VTV4, đài phát thanh và rất nhiều đài khác, họ cũng phát sóng về cuộc đời của tôi. Tôi đã tốt nghiệp trường Kinh Thánh để trở thành người phục vụ Chúa và dâng trọn cuộc đời của mình để phục vụ Chúa bởi vì những điều Chúa làm trên đời sống của tôi. Trong ơn của Chúa, với lòng biết ơn Chúa và lòng yêu thương anh em mình, trong ơn của Chúa tôi đã mở ra nhiều hội thánh để tại nơi đó tất cả những người nghiện ma túy, những người nghiện rượu, nghiện game, họ đến nơi đó để tiếp nhận Chúa và học Kinh Thánh để cuộc đời của họ được thay đổi ở tại thành phố Hồ Chí Minh này giống như cuộc đời của tôi. Ngày hôm nay đã có nhiều người trở về xã hội đi làm, có hàng chục anh em ngồi phía dưới kia và những người tham gia trong bát hát này.
hạnh phúc đã đến với tôi khi tôi trở về với Chúa. Tôi lập gia đình được 5 năm với vợ tôi bây giờ. Mẹ tôi, con tôi và vợ tôi đang ngồi dưới kia. Và một lần nữa điều kỳ diệu đã đến trên cuộc đời của tôi, vượt xa điều tôi mong đợi. Năm 2015, con trai của tôi, cháu Lê Triệu Phước Ân ra đời. Cháu rất là hoàn toàn khỏe mạnh, không thể lây nhiễm bệnh tật và không có sự can thiệp của y tế nào. Cảm ơn Chúa về những điều Ngài làm trên cuộc đời của tôi. Và lại Kinh Thánh chép rằng điều gì con người không làm được thì Đức Chúa Trời Ngài làm được. Người mẹ của tôi bây giờ không còn những giọt nước mắt đau khổ, nhưng bà luôn vui mừng, bình an và hạnh phúc vì đứa con của mình đã được Chúa thay đổi. Giây phút tôi trở về với Chúa, tôi đã tìm thấy ý nghĩa, tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy sự chữa lành cho cuộc đời của mình. Căn nhà của tôi bây giờ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Và tôi thấy ý nghĩa của mình, cuộc đời của mình được phục vụ Chúa và giúp đỡ người khác. Đức Chúa Trời yêu tôi. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời yêu tất cả quý vị có mặt ở đây trong buổi tối ngày hôm nay. Những điều gì Chúa làm trên cuộc đời của tôi thì tôi tin rằng Chúa sẽ làm trên cuộc đời của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay nếu quý vị đến với Chúa và tin nhận Ngài. Cảm ơn Chúa. Và lời Kinh Thánh chép rằng những ai ở trong Chúa cứu thế, nếu là người được dựng nên mới, nếu sự cũ sẽ qua đi và này mọi sự đều trở nên mới, ứng nghiệm một cách chính xác trên đời sống của tôi. Xin cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa và xin Chúa ban phước cho tất cả mọi người.